Rồi rồi, anh em thoải mái rồi, anh em thoải mái. Thì bây giờ anh cứ quay thôi, mời công an huyện đây làm việc với việc này. Nhá. Anh hiện tại là anh giới thiệu thôi. Bản thân anh tôi có số hiệu, nhá. Bản thân anh đang mặc quần áo đường. Nhưng đây là tôn trọng anh. Anh nói anh là hạt trưởng. Tôi không phải là hạt trưởng. Thế anh vừa bảo là anh là cái gì? Tôi là chi cục trưởng. Chi cục trưởng. Vâng. Nói anh là anh còn chưa nắm được cái cơ cấu của tôi. Cho nên là anh hiểu sai. Tôi không ra không hiểu sai. Tôi nói này, các anh có thể alo lên tổng cục đường bộ, đường dây nóng của tổng cục đường bộ và để kiểm tra tình hình thôi. Thế còn anh hỏi có hay không cái kế hoạch làm việc, tôi trả lời anh là có. Còn cái hai còn anh tôi không có nghĩa vụ phải đưa mình danh nhé. Vâng. Tôi không có nghĩa vụ phải đưa mình danh. Còn nếu anh muốn làm việc với tôi còn thì anh đặt lịch để chủ sở tôi làm việc. Nhưng hiện tại bây giờ nhá, chúng tôi đang quản lý đường quốc lộ 10 và xảy ra sự việc là các anh dừng kiểm tra xe. Anh xin lỗi anh nhé, anh có quyết định giao quản lý quốc lộ 10? Chúng tôi có của cục cảnh sát giao thông. Alo. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúng tôi là được cục cảnh sát phòng giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 10 từ cầu Trạm Vàng đến cầu Nghìn. Đấy anh ạ. Thế thì tôi nói với anh là tôi quản lý toàn bộ tổ quốc lộ 10. Và anh quản lý toàn bộ Hải Phòng. À, anh cho tôi xin câu hỏi là anh ở đơn vị nào? Tôi là chi cục quản lý đường bộ 1.7 thuộc cục quản lý đường bộ 1. Anh ấy bảo là anh là chi cục ấy. Chi cục quản lý đường bộ 1.7 1.7 thuộc cục quản lý đường bộ 1. Vâng, của cục quản lý đường bộ. Anh tên là gì anh? Nguyễn Xuân Lịch. Anh Lịch, Nguyễn Xuân Lịch ạ. Dạ vâng, đúng rồi. Anh trả lời là anh chưa gửi cho anh là không đúng. Không, em đã gửi kế hoạch cho anh chưa? Anh trả lời không. Tôi không cần phải ông nữa, ăn cái việc ấy. Em hỏi anh là em đã gửi kế hoạch cho anh chưa? Anh chỉ cần nói là có hay chưa thôi. Anh không anh nói không kế hoạch như thế nào.
cái kế hoạch phối hợp xử lý vi phạm thành công. Dạ, em gửi cho anh chưa? Anh ơi. Em gửi cho anh chưa? Thì chú đang bảo chú đi công tác ở trong kia, chú đang tập trung ở năm bên, chú bảo bây giờ chưa làm được, chú sao được phối hợp? Không, em gửi kế hoạch cho anh rồi, tức là phối hợp rồi, gửi phối hợp rồi chứ sao anh bảo chưa? Nhưng mà phải phối hợp thế nào được cái này cái gì? Em gửi kế hoạch cho anh rồi.